trở thành một cái ngã sáu, cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ vừa rồi đó. Cái đường này nó mở rộng nó 38 mét này. À hôm trước Nam bảo anh là dưới Tây Ninh không khu công nghiệp lớn đúng không? Ừ. Là đi sao? Không. Em bảo Nam á. Hôm trước Nam bảo em là dưới công ty à dưới Tây Ninh nó không có khu công nghiệp lớn. Công nghiệp này nó lớn nhất đông miền Đông Nam Bộ ấy. Cái thông tin mà tức là tất cả các công ty nào mà không thuộc quy hoạch khu công nghiệp á ở trong thành phố là phải rời ra khỏi thành phố hết để nó giãn dân bớt ra, chứ bây giờ trong Sài Gòn giờ quá tải rồi. Đấy cái tường bao của nó mà đấy, nhìn vào cái chiều sâu công ty kìa. Đây là nhà máy Protech có diện tích bằng 516 hecta, bằng diện tích của Việt Nam Singapore. Việt Nam Singapore 500 hecta. Xe điện không đi bộ được, tại vì trong công ty không là nó cũng có cái vòng xuyến giao nhau lớn như vậy đấy. Đấy cứ nhìn đấy, mình chạy xe này, tốc độ của xe chạy bây giờ là 40 km/h đúng không? Đấy để coi mình chạy bao lâu nó hết cái đoạn đường đó. Đây nó xây cầu thêm cổng này. Đấy. Ở trong nó có vòng xuyến giao nhau giao thông mà. Công nhân đi ăn bằng xe điện. Cái này là vốn đầu tư của Nhật Bản. Nên lát mình nhìn cái khu chuyên gia của nó. Vào làm như thế nào nữa thì còn nhiều cái mức lương thưởng. Tại bọn Nhật của nó lương nó cao, nhưng mà cái kỷ luật của nó nghiêm. Ông vớ vẩn phát nó đuổi ngay. Đấy là việc vào có chùa Cửu Long á thì sẽ có bến xe ngay sau lưng của Cửu Long, ngay ngã ba để dựa vào cái đường này luôn. Của Cửu Long.